cũng chưa bao giờ có con nào như thế này. Chúng tôi xin mời 8 đô vật 7 phà lễ, đô vật thăng phà lễ, đô vật mạnh là đường nguyên, đô vật đức là đường nguyên, đô vật đạo đường nguyên, đô vật ca đường nguyên, đô vật tư bảo kiếm và đô vật giỏi ở xin được tập trước. Bây giờ là những lá giờ chưa anh tịch của tòa đấy em ạ. Hôm nay đô vật khánh đầu cầu, chúng ta đấu đô vật là và chúng tôi mời tất cả các vật nhất là đến cuộc ban tổ chức để chúng tôi sắp xếp đây và tiến hành vào thi đấu. Hảo tâm nhà tài trợ cho các đôi vật tiếp theo. Tiếp theo là vật này là tiếp tục vật sau nhé. Trận đấu.